feel uninvited. Yeah, yeah. MD, JPB, it's only right, baby. Yeah, why you mad? I got a bad bro. Chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Hôm nay có sự kiện Top Transfer nha anh em. Mình sẽ vô mình hướng dẫn và cho anh em một vài lời khuyên khi chơi sự kiện này nha. Đó, mới đầu vô là nó chơi skill game anh em. Cái này nó chỉ cho chơi mỗi ngày một lần, một lượt thôi nha anh em. Hết lượt thôi nha anh em, lấy quà thôi. Đó, nó cho cái trên football anh em. Đấy, với cái negation gì là ball anh em. Đấy, nói chung anh em đáng chơi đi anh em. Cái này dễ lắm anh em ơi. Còn cái này thì anh em chơi head to head nè. Anh em có thể chọn hai đội hình nha. Cái này mình đá rồi nên nó mất rồi, nó không cho mình đá nữa nha anh em. Chỉ đá một lần thôi nha anh em. Mình chỉ đá head to head hoặc là đá trận đấu thôi. Đây, trận đấu với Liverpool nè. Nói chung mình đã hết chưa hết rồi anh em ơi. Nó có hai đội hình nên cho mình lựa, thích nào lựa đó thôi. Còn cái này là cái SBC nha anh em. SBC để lấy lên up nha, nên cũng dễ lắm. Để anh cố sự kiện là 7 ngày sau mình lấy cũng được anh em. Thấy không, 7 ngày là nó mới reset lần thôi. Khi có mấy cầu thủ mà top transfer mình cho vô á, nó mình làm. Mỗi ngày nó cho mình 3 quảng cáo nha anh em. Đó, 3 quảng cáo nha. Còn cái bắt coi này anh em, mình khuyên anh em nên từ từ mua nha. Khi nào mình chơi cái skill game á mà chơi không qua được á, mà không đủ điểm năng lượng á thì mình mua nha, chứ từ từ mua. Đấy, mỗi ngày nó cho chơi nhánh thôi, hết nhánh thôi anh em. Đấy, rồi bây giờ mình qua bên cái phần quà nha anh em. Sau khi mình chơi cái mấy skill game bên kia anh em, nó có cái đổi điểm nè. Đấy, mình đổi tới đây rồi nha anh em. Nói chung mình còn cái FBC bên kia nữa. Rồi mình cứ chơi từ từ đi anh em. Đó, đổi điểm xong lấy cái contract join nó bon anh em. Cái này mới quan trọng nha anh em. Cái này là để đổi cầu thủ nha anh em. Bên kia kìa, để những cái stop chơi á, tí mình nói cho anh em nha. Còn cái hai cái nhánh trên anh em là mình nạp nha anh em. Đấy, nạp để thêm cái gì đó, cái contract bot choi gì đó. Đó, cái này cái redeem nha anh em. Redeem là 449.000. Đấy, còn cái dưới là cái standard pass thì có 45.000 thôi. Đấy, nói chung anh em nào thích nạp thì chắc lấy cầu thủ cao hơn trong sự kiện này ha, được cái con checkboy anh em. Đấy, đấy được cầu thủ 88 cộng 92 cộng anh em, tùy theo cái gói anh em nạp nha. 45 thì được cái 88 thôi, còn 449 thì được 92 cộng ha. Còn đây là quan trọng nha anh em, đây là cái điểm để đổi cầu thủ nè. Đấy, con check anh em. Đấy, quá nhiều luôn anh em ơi, sự kiện này cầu thủ nhiều lắm anh em ơi, quá nhiều luôn đó. Nó cho từ over 80 cộng cho lên đó, đấy đến 100 luôn đó, quá trời luôn. Còn cái cuối là anh em đổi coi hay là XP hay là keyboard đó, khi nào dư điểm đổi nha anh em. Còn điểm thì anh em cứ đổi cầu thủ đi. Đấy, để mình coi một vài cầu thủ là ngon ngon review sơ qua cho anh em nha. Đây, có thằng Mino nè, đấy của Liverpool nè, nó qua bên Southampton nè. Đấy, nói chung nó chạy khả năng tăng tốc nó khá cao anh em. Đấy cũng được anh em, ok đấy chứ. Đấy, rồi tiếp theo nha. Thằng Dakota này năm ngoái đá cũng khá ok anh em. Đó, khá khỏe đấy chứ. Nên nó chuyển câu lạc bộ rồi. Đấy, nói chung mình đi sơ một số cầu thủ được thôi. Đây, con Dop Bia nữa nè. Con này cũng khá hay nha anh em, cũng khá khỏe đó. Đấy, giờ nó qua Atletico Madrid nè. Thấy không, chỉ số phòng thủ khá đều anh em. Tốt chưa, tốc độ cũng ổn. Đấy, đây thằng Ryan thủ môn của Arsenal nè. Đấy, nhưng mà con này thì thấp quá anh em, chiều cao như thấp lắm, như 8m84 à, đúng rồi, 1m84 anh em, chính xác luôn anh em. Đấy, rồi mình qua thằng khác nha. À, Odegaard anh em. Đấy, từ Real Madrid qua nè, con này khá ok anh em, chỉ số khá được anh em. Đấy, đều hết chưa, cũng được, đá cũng ok, cam cũng được, chỉ có điều hơi yếu thôi, yếu và tì đè thôi. Đấy, 78 à. Rồi, à cái con Soratis nữa nè, con này năm ngoái Arsenal nè, cũng khá ngon đó. Năm nay nó về Hy Lạp đá rồi. Đấy, nó hơi thấp nha, con này chỉ có 1m86 thôi nha anh em. Đấy, tốc độ khá nhanh ạ. À, con Samson ngon nè. Con này ngon em, đấy. Kỳ bốc chỉ bốc luôn, tốc độ khá ngon anh em, ổn. Tỷ số đều ghê luôn á, công thủ khá ngon á, con này công thủ khá được á. Bốc chỉ bốc ngon nè, cùng kêu với Bascam luôn nè. À, con Ozil anh em, Ozil đã đi rồi, qua Thổ Nhĩ Kỳ đá rồi. Đấy, tỷ số cũng khá đều anh em, nhưng mà sao mà ngoài đời đá dở anh em. Trong game tỷ số ngon thì ngoài đời dở quá. Được, rồi tiếp theo mình xem thằng
Hay lơ đi. Đấy. Hôm nay anh nhớ là của Pháp sao nó lại của bờ biển nghe ta. Hình như cứ bị lộn ta. Hình như lại sai rồi anh em ơi. Đúng rồi. Sai rồi, này của Pháp mà. Shit thật. Là nhớ của Pháp sao lại được đề của bờ biển nghe ta. Lộn rồi, chết rồi. Thằng Khadira nữa anh em. Đấy. Thằng này đang đá cho hết theo Berlin rồi. Đây. Thằng này như là thằng em không phải là Khadira của Juventus anh em ơi. Nhưng em á hình như vậy, mình nhớ vậy nha anh em. Còn em nào biết thì comment dưới nha. Comment tâm chính luôn. Đây, El Sarawi anh em. Con này nhanh lắm anh em ơi. Nhanh thật. Trời, chạy đến lúc 132 kìa anh em, ghê thiệt. Con này trước giờ vẫn nhanh anh em ơi. Nó mới từ Trung Quốc nó về anh em. Đấy, con này nè. Đây Gomez nữa, năm ngoái ở bên Atalanta nè. Ồ, năm nay qua Sevilla rồi. Con này vẫn ngon nha anh em, kỹ thuật tốt nè, tốc độ tốt nè. Đấy, sút chức điểm khá ngon nha, hơi lùng thôi. Mét 67 à, đó. Nó hơi lùng thôi, con này đi bóng tốt lắm anh em ơi, dẻo lắm. Cuối cùng là con Mandzukic anh em ơi. Con này thì chắc chỉ đánh đầu thôi, cái tốc độ thì khá thôi, cũng được thôi. Nhất điểm tốt nè, đánh đầu nhất điểm tốt là ok nè. Đấy, nó vừa chăm được, cũng khá ngon anh em ơi. Rồi. Nói chung mình review sơ qua cho anh em thôi. Còn Alex Cantona thì thôi, anh em đừng mơ nữa. Thì chỉ nạp thôi anh em ơi. Cày chay thì xem chơi thôi. Đó. Nói chung con này nên ST ngon hơn chứ CF, vị trí CF hơi bị kỳ, nó không được coi. Nói chung là ST ngon hơn chứ chỉ số khá ngon anh em. Quá nhiều kiểu ảnh luôn. Nó 88 luôn, đánh đầu chắc ngon. Đó. Nói chung coi sơ qua cho anh em nha. Cái này là mua cho anh em. Đó, cảm giác Joy Boy nè. Đấy. Anh nào thích thì cứ mua, sẽ để cầu thủ ngon nha, tùy nha. Có bộ có gen hay là gì đó, mua thêm ha. Rồi. Cuối cùng mình qua cái trading window anh em. Đây. Cái này thì dễ rồi. Đấy. Mình chơi hết sáng giờ mình mở hết anh em. Đây đẹp nè. Nói chung dễ nè, cái này lấy con 96 ri khá ngon nha anh em. Nói chung là con này trên chợ khá rẻ. Đấy. Giờ mình lấy nè, mở dễ lắm anh em. Quá dễ luôn. Mở chơi cho anh em chứ để đó mà mở chơi thôi chứ mở sáng giờ để mở rồi. Đấy. Cái này anh em chơi đúng 10 ngày á sẽ lấy được Hantala nha anh em. Đấy, Hantala nha. Đấy. 10 ngày nha. Sắp reset lại nè anh em. Đấy còn 4 giờ nữa nè. Đấy. Nói chung con Hantala là mình lấy rồi đó. Cái này mình mua nha anh em. Rồi mình qua bên cái phần SBC nha anh em. Đó lại lấy đệm Nagatason Pon. Đấy, cái đệm này thì để đổi cái phần quà anh em. Đấy. Mình làm sẵn cho anh em này nè. Đấy, nó yêu cầu là hai cầu thủ Feminist nè anh em. Over 80 nè. 5 cầu thủ nha. Tổng 5 cầu thủ nha. Đấy. Anh em cứ làm theo yêu cầu được anh em. Đấy, mình làm sẵn cho anh em rồi đó. Rồi, bây giờ tiếp theo nha. Cho anh em thấy ha. Đây, mình La Liga nha. Đây. Anh em ráng view hết đi. Lấy điểm cho nó ngon anh em. Đấy. Hai cầu thủ La Liga nè. Over 80 team hết nè. Đó, còn 5 cầu thủ, 2 cầu thủ, 3 cầu thủ kia thì anh em cho ai vô được. Quan trọng là cái team 80 được rồi. Đấy. Cứ làm theo yêu cầu được nha anh em. Đấy, mình làm sẵn hết cho anh em rồi đó. Anh em đánh hết điểm nha. Rồi tiếp theo nha. Là top quýt anh em. Đây. Nó yêu cầu 3 cầu thủ top quýt nè. Đấy. Over team là 80 nè. Đấy, nói chung là over team tổng là 80 hết nha anh em. Đa số là 80 hết đó. Đấy. Cũng khá đơn giản là cho anh em lấy điểm nha. Sự kiện này mình thấy nghĩ là mình rất là ngon anh em. Rất là dễ cho anh em mình đó. Đấy, cái này là con Elite nè. Chỉ cần 80 cộng thôi. Ê, CDA chứ anh em, sorry anh em. CDA nha, hai con CDA nha. Đấy. Sự kiện này khá ngon anh em ơi. Thật sự anh em ơi. Khá ngon đó. Lấy cậu dễ lắm. Mới chơi mấy cái này đơn giản quá. Không có gì khó hết á. Anh em cứ kỳ từ từ được rồi. Đây. Cái này là Elite nè. Cầu thủ 80 cộng trở lên mới được nha anh em. Elite nha. Đấy, yêu cầu là 5 cầu thủ Elite luôn. Đấy, cứ 80 cộng trở lên là được. Rồi. Còn cái cuối cùng anh em. Nó yêu cầu một layer master layer nè, là over 90 cộng trở lên anh em, có một con thôi. Đấy, mình làm sẵn hết cho anh em rồi đó. Thế làm mẫu cho anh em đó. Anh em lấy là chỉ cần submit thôi là ok. Đó, mình giờ sẵn thôi. Tí mình lấy điểm sau. Rồi, rất là đơn giản cho anh em nha. Sự kiện này khá ngon đó. Nhắc lại là khá ngon anh em cứ cày đi. Cái gì cái chạy chơi cái skill game rất là dễ cho anh em hàng ngày á. Họ cần mua bắt coi cũng được đó, cũng được rồi. Là chơi qua hết rồi. Đấy, chỉ cần coi quảng cáo thôi. Đấy. Nói chung là khá đơn giản cho anh em nha. Đấy. Rồi bây giờ mình qua cái phần quà cho anh em. Đây.
Nói chung cái này á, để mình đấy, phần checkpoint là quan trọng nha, để lấy cầu thủ anh em. Đấy. Bây giờ mình sẽ vô phần tính điểm cho anh em nha. Lại cho anh em đã được lấy được con gì free nha. Đây. Trong sự kiện này á, mình đã tính cho anh em rồi. Cái này là một cái trang fanzine nè. Trên Twitter tính nha, mình tính lại rồi. Chắc chắn anh em mà cày đủ á, mỗi ngày luôn nha anh em, chơi skill game mà lấy mấy cái điểm trong FPC á, anh em sẽ được anh em đổi vô đội quà đó sẽ được 525 điểm. Con checkpoint, con checkpoint đó là anh em chắc chắn sẽ lấy được con 98 nha. Mình nhắc lại nha, lấy ruy thì con 98 nha, nếu anh em chơi đầy đủ nha, chơi đầy đủ mỗi ngày nha anh em, nó rõ nha, chơi đầy đủ mỗi ngày nha, sẽ lấy được con 98 nha đó. Và thêm một con ruy này, con hunterla nha anh em. Anh em chơi đủ 10 ngày á, mở đủ 10 cái nhánh đó, ok là anh em sẽ nhận được con hunterla LOL ruy nha anh em. Đấy. Nói chung tổng quan cái sự kiện này khá ngon nha anh em, khá đơn giản cho anh em chơi á, anh em ráng cày là ok, có cầu thủ ngon chơi à. Đó. Mình kết thúc clip đây nha anh em. Anh em thấy hay thì like share cho mình nha. Anh em chưa đăng ký thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em, xin chào anh em.